Xin chào tất cả các bạn. Mình là Quang Minh. Mình là Thanh Hà. Hôm nay bọn mình rất được cảm ơn các bạn đã tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Buổi tọa đàm cuối cùng của quý 1 năm 2016 về những mẹo tối ưu hóa chiến dịch Google AdWords cơ bản nhất. Thì do thời lượng của buổi tọa đàm ngày hôm nay chỉ có 60 phút, cho nên bên mình sẽ chỉ đi qua những cái bước cài đặt cơ bản nhất áp dụng cho được hầu hết tất cả các cái tài khoản Google AdWords khác nhau. Tuy nhiên là cái việc tối ưu hóa tài khoản thì liên quan rất nhiều đến mục tiêu kinh doanh của từng doanh nghiệp một. Cho nên là nếu các bạn có nhu cầu tối ưu hóa tài khoản cá nhân của mình thì các bạn có thể liên hệ vào số 18009294 để được trao đổi trực tiếp với chuyên gia, và bên mình sẽ hỗ trợ bạn gợi ý những cái mẹo tối ưu hóa tốt nhất. Thì xuyên suốt trong buổi tọa đàm này thì chế độ video sẽ được đặt ở chế độ 1080p là chế độ HD. Nếu các bạn có đường truyền internet tốt thì các bạn có thể giữ nguyên chế độ này. Còn nếu không thì các bạn có thể chỉnh chế độ cho phù hợp với đường truyền của mình. Ngoài ra thì bên cạnh video cũng có một khung cửa sổ chat để các bạn có thể thảo luận cũng như là đặt các câu hỏi cho chúng mình. Thì đến cuối giờ, có một chút ít thời gian thì bọn mình sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi của các bạn. Những bạn nào mà đã đăng ký cho buổi tọa đàm này thì các bạn sẽ nhận được tài liệu của buổi tọa đàm qua email được gửi về cho các bạn. Còn nếu không thì các bạn có thể tải về ở dưới phần mô tả của video này. Ok, thì đó là những cái phần liên quan đến kỹ thuật của buổi tọa đàm này. Thì bây giờ bọn mình xin phép được đi vào phần chính là phần nội dung luôn. Ok, thì trước hết bọn mình xin phép được nói qua về phần nội dung tổng quát của buổi tọa đàm ngày hôm nay. Phần thứ nhất, mình sẽ giới thiệu về những cái mẹo tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo trên mạng tìm kiếm. Sau đó phần thứ hai, bạn Hà sẽ giới thiệu thêm về tối ưu hóa quảng cáo trên mạng hiển thị. Và cuối cùng thì bọn mình sẽ đi sâu hơn một chút về những cái mục tiêu tiếp thị khác nhau dành cho những cái doanh nghiệp có mục tiêu quảng cáo Google AdWords khác nhau. Ok, thì thứ nhất, mình muốn được nói rằng là về cái hiệu quả chiến dịch thì rất nhiều nhà quảng cáo họ khi mà đến với Google AdWords họ không rõ được là những cái gì mà Google AdWords sẽ mang lại cho họ. Thì ở đây mình muốn nói tới là về cái mạng tìm kiếm thì hai cái chỉ số quan trọng nhất khi mà bạn đánh giá hiệu quả của chiến dịch đó là giá thầu của từ khóa và tỷ lệ nhấp chuột. Một cái chiến dịch tốt là một chiến dịch mà có giá thầu từ khóa hay còn gọi là CPC thấp và tỷ lệ nhấp chuột là CTR cao. Thì hôm nay mình muốn được nói rõ hơn về cái vấn đề này. Đó là về thứ hạng quảng cáo thì thứ nhất các bạn phải hiểu rằng là thứ hạng quảng cáo được đánh giá bởi ba yếu tố là CPC tối đa, điểm chất lượng và ảnh hưởng của tiện ích mở rộng. Thì thứ hạng quảng cáo được sử dụng để mà xác định vị trí quảng cáo của bạn ở trên trang kết quả tìm kiếm của Google AdWords cũng như là việc liệu quảng cáo của bạn có hiển thị được hay không. Nếu mà bạn có một thứ hạng quảng cáo thấp thì quảng cáo của bạn cho dù có đặt CPC cao đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ không được hiển thị. Vì vậy, để tối ưu hóa cái chiến dịch quảng cáo của mình thì các bạn cần phải lưu ý vào cả ba cái yếu tố mà thứ hạng quảng cáo được đánh giá như mình nêu ra ở đây. Thì mình sẽ đi vào từng cái thành phần một của thứ hạng quảng cáo. Thứ nhất là cái CPC tối đa. Cái này thì là một cái phần khá là đơn giản, có nghĩa là bạn đặt giá thầu cho từ khóa của mình như thế nào. Tuy nhiên là đối với những nhà quảng cáo mới thì việc đặt giá thầu nhiều khi cũng mang lại rất nhiều khó khăn, tại vì không biết cái giá nào là cái giá mình phải đặt để cho nó hiệu quả. Nhiều nhà quảng cáo họ muốn cái quảng cáo của mình lên vị trí số 1, tuy nhiên nhiều khi cái vị trí đó lại rất đắt và việc đó sẽ làm cho cái chi phí quảng cáo nó cạn kiệt trong ngày rất nhanh. Vì vậy, khi mà bạn đặt CPC cho từ khóa, một trong những việc đầu tiên là bạn phải đặt sao cho nó phù hợp với cái mục tiêu kinh doanh của mình. Ví dụ như là nếu mà mình muốn tập trung vào nhấp chuột thì có khi là mình chỉ đặt giá thầu sao cho vừa đủ để mà đứng ở vị trí thứ 2 cho đến thứ 4 thôi chẳng hạn, để mà nó vừa rẻ mà vừa có người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Đối với những nhà quảng cáo có sản phẩm mới và họ muốn cái quảng cáo luôn luôn xuất hiện ở vị trí số 1 thì nhiều khi mình lại cần đặt cái CPC cao hơn. Còn đối với những cái nhà quảng cáo nào mà họ nhắm vào việc người dùng vào trang web rồi đăng ký hay là mua hàng thì mình sẽ phải đặt CPC làm sao cho nó
phù hợp với cả chuyển đổi mà quảng cáo Google AdWords mang lại cho bạn. Thì đối với việc đặt CPC thì không nhất thiết là bạn phải đặt CPC cho từng từ khóa một cách thủ công, mà các bạn có thể sử dụng những cái trình đặt giá thầu tự động của hệ thống. Thì cái điểm mạnh của những cái trình đặt giá thầu tự động này là hệ thống sẽ tối ưu chiến dịch dựa trên số liệu trong quá khứ của cái tài khoản Google AdWords của bạn. Ví dụ như là liệu đặt cái CPC bao nhiêu, vào giờ nào, vào thời điểm nào trong ngày, cũng như là vào cái vị trí địa lý nào, Hà Nội đặt bao nhiêu, Thành phố Hồ Chí Minh đặt bao nhiêu. Thì nếu mà bạn sử dụng những cái trình đấu giá tự động thì hệ thống sẽ tự động tối ưu cho bạn, mà bạn không nhất thiết phải tự mầy mò xem xét những cái dữ liệu trong quá khứ để mà tự tối ưu. Ngoài ra thì khi mà bạn đặt CPC thì có một cái phần rất quan trọng mà nhiều bạn có thể bỏ qua, đó là cái việc cân bằng giữa ngân sách và giá thầu từ khóa. Nếu mà bạn có ngân sách 100.000 đồng thì việc đặt CPC khoảng tầm 25.000 hay 50.000 nó không đem lại hiệu quả cao, tại vì như vậy thì mỗi ngày bạn chỉ nhận được có 2 đến 4 nhấp chuột thôi, và có thể là trong vòng 1 hoặc 2 tiếng đầu ngày là chi phí quảng cáo đã hết và quảng cáo bạn sẽ không hiển thị nữa. Vì vậy bạn phải xem là cái tỷ lệ hiển thị của quảng cáo trong ngày là bao nhiêu. Cái này thì các bạn có thể thêm được vào trong cái phần chi tiết từ khóa bằng cách vào cái phần phân đoạn, rồi thêm cái theo dõi tỷ lệ hiển thị vào để xem là nếu mà mình thay đổi giá thầu thì còn bao nhiêu người dùng mà mình có thể đặt cái quảng cáo tới. Thì đó là cái phần CPC tối đa. Cái phần quan trọng hơn, cũng như là cái phần mà mình muốn nhấn mạnh nhất trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, là phần điểm chất lượng. Thì điểm chất lượng nhiều bạn hiểu một cách đơn giản, đó là điểm chất lượng được đánh giá bởi 3 yếu tố là tỷ lệ nhấp chuột, mức độ liên quan của quảng cáo, cũng như là trải nghiệm trang đích. Nhưng mà làm thế nào để mà tối ưu nhất được cái điểm chất lượng thì điều đó mình phải đi sâu hơn vào từng yếu tố một. Thì đối với những nhà quảng cáo mới thì mình cũng muốn giới thiệu luôn ở đây là nếu mà điểm chất lượng quảng cáo càng cao thì cái việc mà bạn đạt thì cái việc mà quảng cáo của bạn đạt vị trí tốt hoặc là cái giá thầu mà bạn phải trả nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Ví dụ như là giữa một người có điểm chất lượng 4 và một người có điểm chất lượng 8 thì nếu quảng cáo hiển thị ở cùng một vị trí thì cái giá thầu bạn phải đặt khi bạn có điểm chất lượng là 8 chỉ bằng một nửa so với giá thầu mà bạn đặt khi mà điểm chất lượng là 4. Thì cái điểm chất lượng nói sơ qua ở đây là có 3 cái yếu tố như mình vừa nói. Cái tỷ lệ nhấp chuột thì nó có, thứ nhất là tỷ lệ nhấp chuột dự kiến của quảng cáo, thứ hai là cái tỷ lệ nhấp chuột trong quá khứ của URL hiển thị, hiệu suất địa lý và thiết bị được nhắm mục tiêu. Cái này thì nhiều người không biết, đó là ví dụ khi mà bạn vừa mới bắt đầu quảng cáo cho cái trang web của mình, nhiều bạn không biết Google AdWords hoạt động như thế nào, đặt quảng cáo chưa được tốt cho lắm và quảng cáo không mang lại hiệu quả, thì cái hiệu suất trong quá khứ này nó sẽ được đi theo với cả cái trang web của bạn, cho nên điều này bạn cần phải lưu ý hơn. Thứ hai là cái hiệu suất địa lý, có nghĩa là quảng cáo của bạn, ví dụ bạn là một cái doanh nghiệp ở Hà Nội và chỉ cung cấp dịch vụ hay là sản phẩm ở khu vực Hà Nội thôi, nhưng nếu bạn đặt quảng cáo cho cả người tìm kiếm ở Thành phố Hồ Chí Minh đi nữa, thì khi mà người ở Thành phố Hồ Chí Minh nhìn thấy quảng cáo và không nhấp vào thì cái này sẽ có ảnh hưởng xấu đến với cái quảng cáo của bạn. Vì vậy cho nên bạn phải lưu ý nhắm mục tiêu, vị trí cho chính xác. Cái thứ ba nữa là cái về mặt thiết bị thì nó cũng giống như về mặt địa lý thôi, đó là các bạn phải xem là tỷ lệ người dùng vào quảng cáo của mình qua máy tính cũng như qua thiết bị di động nó khác nhau như thế nào để mà tối ưu hóa cho nó chính xác. Thì mình sẽ đi luôn vào cái phần tỷ lệ nhấp chuột và làm thế nào để mà tối ưu hóa cái CTR này. Thì thứ nhất là về hiệu suất địa lý, thì bạn cần phải nhắm mục tiêu vào đúng vị trí địa lý cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình. Nếu mà doanh nghiệp của bạn không cung cấp dịch vụ tại các tỉnh thành lân cận thì các bạn chỉ nên chọn vào cái tỉnh thành mà bạn cung cấp thôi. Ngoài ra thì mình có thể nhắm mục tiêu theo bán kính nữa. Ví dụ như là bạn ở Hà Nội và bạn chỉ cung cấp dịch vụ trong vòng 20 km xung quanh doanh nghiệp của mình, thì mình có thể nhắm vị trí mục tiêu theo bán kính.
Và bạn nên dùng kết hợp cái việc nhắm mục tiêu này với cả việc loại trừ những cái vị trí địa lý mà bạn không cung cấp dịch vụ. Ngoài ra thì điểm thứ hai ở đây là một cái điểm mà nhiều người không để ý lắm, đó là việc nhắm mục tiêu theo vị trí của người dùng. Có nghĩa là mặc định khi mà bạn tạo một chiến dịch Google AdWords thì quảng cáo của mình sẽ hiển thị đến cho tất cả mọi người trên khắp thế giới nếu mà họ thể hiện sự quan tâm đến với cả cái vị trí địa lý của bạn. Ví dụ bạn là quảng cáo dịch vụ nhà hàng ở Hà Nội thì một người nếu mà họ ở Mỹ chẳng hạn, khi mà họ tìm kiếm cái cụm từ nhà hàng ở Hà Nội thì mặc định quảng cáo của bạn vẫn có khả năng hiển thị. Vì vậy để loại trừ những cái người dùng mà ở ngoài cái khu vực địa lý này ra thì bạn phải chuyển cái cài đặt chiến dịch của mình sang toàn bộ tính năng, và xong sau đó ở trong cái phần nâng cao nó sẽ có một cái phần là nhắm mục tiêu vị trí chỉ cho theo vị trí của người dùng. Cái điểm thứ hai ở đây là nếu mà bạn là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hay sản phẩm đến nhiều các cái tỉnh thành khác nhau trong nước thì bạn nên sử dụng cái trình điều chỉnh giá thầu cho những thị trường trọng tâm. Vì theo cái kinh nghiệm của mình thì khu vực Hà Nội hay là khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng, Huế gì đó luôn luôn có cái số, cái giá CPC cao hơn tất cả các tỉnh thành khác. Vì vậy nếu mà bạn nhắm tới nhiều tỉnh thành khác nhau thì bạn nên vào phần cài đặt của chiến dịch, vào phần vị trí, rồi mình tăng giá thầu của cái khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lên tầm từ 10 đến 20% để mà quảng cáo được hiển thị ở cái vị trí tối ưu nhất. Thì song song với cả việc tăng hiệu suất CTR cho địa lý thì các bạn cũng nên tăng hiệu suất cho các thiết bị khác nhau. Về mặc định ấy, thì quảng cáo của bạn sẽ hiển thị giống hệt nhau trên máy tính bảng hay là thiết bị di động. Tuy nhiên là với cái xu hướng càng ngày có nhiều người dùng tìm kiếm hơn trên thiết bị di động thì việc quan trọng là bạn nên tạo một cái mẫu quảng cáo riêng cho người dùng tìm kiếm trên thiết bị di động, vì các bạn biết rồi là cái màn hình di động thì nó nhỏ hơn màn hình máy tính rất nhiều, cho nên là bạn nên tối ưu nội dung của quảng cáo cho màn hình nhỏ là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là khuyến khích người dùng tìm kiếm liên lạc qua điện thoại. Họ đã cầm cái điện thoại ở đấy, họ đã thấy cái thông tin về doanh nghiệp của bạn rồi, thì bạn nên có những cái từ ngữ hay là những cái tiện ích mở rộng để mà họ có thể gọi điện ngay đến doanh nghiệp của bạn. Tại vì như các bạn đã biết thì việc mua hàng hay việc trao đổi luôn luôn diễn ra thuận tiện và suôn sẻ hơn qua di động. Cũng như bên hiệu suất địa lý thì các bạn có thể điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động để sao cho nó phù hợp với cả cái CTR của mình. Nếu mà bạn thấy là quảng cáo của mình trên di động đang hoạt động tốt, có CTR tốt thì các bạn có thể tăng giá thầu một chút để mà nó có thể đạt được vị trí cao hơn. Hoặc nếu mà ngược lại thì nếu mà nó không tốt thì các bạn có thể giảm đi hoặc là bỏ hẳn đi cũng được, để khi nào mà mình có trang web riêng cho thiết bị di động thì lúc đấy mình chạy quảng cáo cho di động sau. Vừa xong là cái phần mà mình nói đến về việc tối ưu hóa cho những cái nhấp chuột mong đợi. Bây giờ thì mình muốn nói tới phần tối ưu hóa liên quan đến quảng cáo. Thì đây là cái thành phần thứ hai của điểm chất lượng ấy, là mức độ liên quan của quảng cáo. Thì để quảng cáo có được cái độ liên quan cao nhất thì trước hết bạn phải cấu trúc cái tài khoản làm sao cho nó hợp lý nhất. Thì như cái biểu đồ ở đây thì các bạn nên là chia chiến dịch quảng cáo theo nhóm sản phẩm và dịch vụ cần quảng cáo. Thì ở cái mức chiến dịch các bạn có thể đặt ngân sách riêng và nhắm mục tiêu khác nhau, ví dụ như là một chiến dịch vào thành phố Hồ Chí Minh, một chiến dịch vào Hà Nội chẳng hạn. Nếu mà bạn có hai cái khuyến mại khác nhau dành cho hai múi giờ khác nhau hay là hai vị trí địa lý khác nhau thì các bạn luôn luôn nên tạo hai cái chiến dịch khác nhau để cho nó hiệu quả. Thì dưới mức chiến dịch là mức nhóm quảng cáo thì các bạn cũng nên chia nhóm quảng cáo riêng biệt theo từng sản phẩm hay dịch vụ và sử dụng những cái từ khóa quảng cáo có độ liên quan cao. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây. Cái này thì cũng khá là đơn giản cho nên chắc mình cũng không dành nhiều thời gian vào cái vấn đề này. Sau khi mình làm tốt về cái cấu trúc của chiến dịch đấy thì mình sẽ tính tới phần tiếp theo là phần mẫu quảng cáo. Thì cái mẫu quảng cáo thường là
nhiều những cái nhà quảng cáo mới họ nghĩ rằng là viết quảng cáo thế nào cũng được, để số điện thoại lên các thứ. Nhiều khi cái điều đó là vi phạm chính sách của Google AdWords và sẽ làm cho quảng cáo của các bạn bị từ chối. Theo cái kinh nghiệm của mình thì mình cũng đã chạy AdWords được một cái thời gian khá là lâu rồi, thì mình thấy rằng là có 4 hay là 5 điểm ở đây mà các bạn nên sử dụng để mà tăng cái hiệu quả của cái chiến dịch của mình. Thứ nhất là luôn luôn đặt những cái nội dung hấp dẫn, cái nội dung nào mà làm cho cái quảng cáo của các bạn khác hẳn với cả quảng cáo tất cả mọi người khác. Ví dụ như là bạn có giảm giá thì bạn phải đưa lên ngay trên đầu, bạn có khuyến mại hay là cái hàng của bạn là hàng hiếm chẳng hạn thì bạn phải đưa ngay lên, tại vì cơ bản là người dùng khi mà họ tìm kiếm họ chỉ có vài giây để mà xem quảng cáo của bạn cũng như là xem các cái quảng cáo khác cũng như là cái kết quả tìm kiếm tự nhiên thôi, cho nên là phải đập được vào mắt họ ngay cái nội dung hấp dẫn nhất mà khác, sự khác biệt giữa cái dịch vụ của bạn với cả dịch vụ của người khác. Thứ hai là phải sử dụng những cái từ khóa hành động, nhất là khi mà bạn quảng cáo trên thiết bị di động thì có những cái từ khóa hành động như là mua ngay hay là liên lạc ngay sẽ kích thích người dùng, khuyến khích họ vào trang web của mình xem qua sản phẩm hay là liên lạc với cả mình. Cái phần thứ ba, hay cái phần này là cái phần quan trọng nhất để đánh giá về điểm chất lượng của mức độ liên quan quảng cáo, là cái nội dung của mẫu quảng cáo bắt buộc phải chứa từ khóa tìm kiếm. Nếu mà bạn thấy rằng là bạn không thể đưa được từ khóa tìm kiếm vào mẫu quảng cáo thì các bạn nên tạo một cái nhóm quảng cáo riêng để mà tăng cái điểm chất lượng cho cái mục này. Một cái nữa là nội dung của quảng cáo sẽ phải liên quan chặt chẽ đến nội dung của trang đích. Nhiều người ấy thì hay trỏ quảng cáo, cho dù là quảng cáo ở các cái nhóm quảng cáo khác nhau hay chiến dịch khác nhau vào chung một trang đích. Tuy nhiên việc này nó cũng không mang lại hiệu quả cao, tại vì cái trang đích có thể có là một cái trang chung chung có nội dung liên quan đến nhiều sản phẩm khác nhau, thì các bạn nên trỏ quảng cáo vào từng trang riêng biệt. Và cái cuối cùng là các bạn luôn luôn nên tạo quảng cáo khác nhau và thử nghiệm, tại vì mình không thể nào biết được là cái quảng cáo nào hiệu quả hơn quảng cáo nào. Mình đã từng thử rồi, nói chung là mình nhiều khi mình tạo quảng cáo xong rồi mình nghĩ đây là cái quảng cáo hay nhất rồi, không có quảng cáo nào hay hơn nữa. Tuy nhiên là nhiều khi mình lại thử sang cái mẫu quảng cáo khác và nó mang lại CTR cao hơn, mà mình cũng không hiểu làm sao, nhưng mà nói chung là các bạn luôn luôn nên làm như vậy. Cái phần tiếp theo là cái phần tối ưu hóa liên quan đến từ khóa. Cái phần này chắc mình cũng không đi sâu vào cho lắm, và mình chỉ nói qua thôi, tại vì các cái loại đối sánh từ khóa khác nhau thì mất rất nhiều thời gian để giải thích. Tuy nhiên là mình muốn nói qua ở đây là có 4 loại đối sánh, là đối sánh rộng, đối sánh chỉnh sửa rộng, đối sánh cụm từ và đối sánh chính xác. Theo những cái hình ở đây thì mỗi một loại đối sánh to thì sẽ bao gồm cái đối sánh nhỏ ở bên trong. Có nghĩa là khi bạn sử dụng từ khóa dưới dạng đối sánh rộng hơn thì quảng cáo sẽ được kích hoạt cho những cái từ khóa ở đối sánh hẹp hơn. Thì các bạn có thể đọc ở đây để mà xem qua về cái sự khác nhau giữa các cái loại đối sánh. Thì theo cái kinh nghiệm của mình thì bạn nên hạn chế đối sánh theo ngân sách. Có nghĩa là nếu mà bạn có ngân sách lớn thì mình có thể sử dụng đối sánh rộng hoặc là đối sánh chỉnh sửa rộng. Tại vì như vậy thì cái quảng cáo của mình sẽ có khả năng hiển thị tới nhiều người dùng hơn. Nếu các bạn có ngân sách hẹp, hoặc là các bạn mới chạy Google AdWords và muốn thử nghiệm xem cái hiệu quả nó mang lại thế nào thôi, thì mình chỉ nên sử dụng đối sánh chính xác hoặc là đối sánh cụm từ để mà hạn chế cái chi phí phải trả cho những cái từ khóa mà có thể là có cái sự liên quan không cao đối với cái dịch vụ bạn đang cung cấp. Thứ hai là bạn nên tối đa số lượng từ khóa trong mỗi nhóm quảng cáo ở mức 10 đến 15 từ khóa. Nhiều hơn thì mình khuyên là các bạn nên chia một cái nhóm quảng cáo khác để mà hiển thị cho nó hợp lý. Cũng liên quan luôn đến cái phần điểm chất lượng, là nếu mà nhiều hơn thì cái độ liên quan giữa từ khóa và quảng cáo sẽ không được cao nữa, cho nên là mình cứ tạo thêm một cái nhóm quảng cáo nữa cho nó hợp, cho nó tăng cái điểm chất lượng lên. Thứ ba là khi các bạn tạo quảng cáo sẽ có rất nhiều cái từ khóa mà ở trong cái cột tình trạng nó ghi là từ khóa có khối lượng tìm kiếm thấp. Những cái từ khóa này thì nó sẽ có khả năng kích hoạt quảng cáo rất kém, và khi mà mình để những cái từ khóa này vào trong nhóm quảng cáo của mình thì nó sẽ làm mình rối mắt, và cái việc quản lý cái nhóm quảng cáo nó sẽ nói chung là mất nhiều thời gian hơn. Cho nên là những cái từ khóa này thì các bạn cứ xóa đi. Rồi phần nữa là phần từ khóa phủ định.
Đối với những cái bạn nào mà cung cấp một cái sản phẩm hay là một dòng sản phẩm nhất định nào đó hoặc là một dịch vụ nào đó, ví dụ bạn bán ô tô chẳng hạn, nhưng mà bạn không bán ô tô cũ hay là bạn không sửa ô tô, thì các bạn có thể sử dụng từ khóa phủ định để mà loại bỏ những cái người dùng tìm kiếm về dịch vụ sửa ô tô. Bạn có thể phủ định từ sửa hoặc là bạn có thể phủ định từ cũ để mà những cái người dùng tìm kiếm như thế nó sẽ không thấy quảng cáo của bạn, để đỡ làm ảnh hưởng đến cái CTR cũng như là ảnh hưởng đến cái chi phí quảng cáo của mình. Thì đây mình thêm một cái slide để mà giải thích về các cái loại đối sánh từ khóa khác nhau. Thì mình chắc là không đi qua ở đây đâu, cho nên là các bạn sau này có tải cái bản thuyết trình này về thì các bạn có thể xem qua và hiểu thêm về việc so sánh đối sánh những từ khóa khác nhau. Thì một cái tính năng quan trọng và rất là được nhiều người đánh giá là sẽ mang lại hiệu quả cao cho cái chiến dịch quảng cáo của mình là báo cáo cụm từ tìm kiếm. Cái này thì dành cho chủ yếu những cái nhà quảng cáo mà sử dụng đối sánh rộng chẳng hạn, hay là đối sánh chỉnh sửa rộng, hay có thể là đối sánh cụm từ nữa, nhưng mà chủ yếu là dành cho đối sánh rộng. Thì ở đây sẽ liệt kê ra tất cả những cái từ khóa mà người dùng họ tìm kiếm mà quảng cáo của bạn hiển thị. Nó sẽ liệt kê ra là từ khóa nào có bao nhiêu lượt hiển thị, bao nhiêu nhấp chuột và cái vị trí trung bình là bao nhiêu. Thì ví dụ như là bạn là một nhà quảng cáo mới và bạn đang sử dụng đối sánh rộng. Tuy nhiên bạn không biết là khi mà bạn xem cái thống kê chung ở trong phần từ khóa thì nhiều khi cái thống kê đấy nó được tính trung bình rồi, cho nên nó không chính xác lắm. Cho nên bạn có thể vào trong cái phần báo cáo cụm từ tìm kiếm này để mà kiểm tra thông số từng cụm từ tìm kiếm một. Rồi thì mình sẽ tối ưu hóa dựa trên cái danh sách này. Mình sẽ thêm những cái từ khóa tốt và mình sẽ loại bỏ đi những cái từ khóa kém để mà đảm bảo rằng là cái CTR của từ khóa của mình cũng như của trang web của mình nó không bị ảnh hưởng, và vì vậy sẽ tăng cái điểm chất lượng lên. Và vì vậy cho nên là vị trí quảng cáo và giá vị trí quảng cáo sẽ tốt hơn và giá thầu sẽ thấp hơn. Thì vừa xong là cái phần liên quan đến mức độ liên quan của quảng cáo ấy, thì bây giờ mình sẽ nói đến cái phần cuối cùng của vị trí quảng cáo, đó là phần trải nghiệm trang đích. Thì cái phần trải nghiệm trang đích là một cái phần khá khó để mà đánh giá một cách cụ thể là yếu tố nào ảnh hưởng, yếu tố nào không ảnh hưởng. Thì các bạn có thể tối ưu hóa chung chung cho trang web của mình, càng chi tiết càng tốt như mình ghi ra ở đây. Về cái trải nghiệm chung là trải nghiệm dành cho người dùng xuyên suốt có tất cả hệ máy khác nhau ấy, máy tính, điện thoại, máy tính bảng, vân 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 vân. Thì nội dung trang đích cần phải có cái từ khóa liên quan đến từ khóa mà bạn chọn, hay là mẫu quảng cáo về xe Nissan thì phải trỏ về trang web có nội dung liên quan đến xe Nissan chẳng hạn. Bạn nên đảm bảo là tốc độ truy cập vào trang web nhanh. Ví dụ như trang web của mình có nhiều hình ảnh quảng cáo ô tô chẳng hạn, thì mình nên sử dụng những cái phần mềm để mà nén những cái hình ảnh này lại, để đảm bảo rằng là người dùng họ không phải đợi lâu khi truy cập vào trang web của mình. Thứ ba là cái trang web của bạn cần có đầy đủ thông tin liên quan đến công ty, dịch vụ và sản phẩm. Những cái thông tin mà luôn luôn cần thiết trên trang web của mình là thông tin về địa chỉ, doanh nghiệp, cách liên lạc, giới thiệu, và cũng như là những cái cách thức mua hàng hay là đăng ký trên trang web của bạn. Và cái điểm cuối cùng là cái điểm mà nhiều người không để ý, đó là việc bạn phải giữ người dùng ở lại trên trang web của mình lâu. Có nghĩa là nếu mà người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn và họ xem trang web rồi họ ra luôn trong vòng vài giây, thì cái điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến cái điểm chất lượng của bạn. Cho nên là bạn cần chú ý để mà thiết kế quảng cáo hiển thị đúng thời điểm trong ngày. Ví dụ như là nếu mà bạn là một cái dịch vụ cắt tóc chẳng hạn, thì mình không nên hiển thị quảng cáo từ sau 8 giờ tối cho đến 8 giờ sáng hôm sau, tại vì người dùng có nhìn thấy quảng cáo của mình thì họ cũng không thể nào mà vào trang web xong rồi gọi điện cho mình để bạn đặt hàng được. Cho nên là mình phải chỉnh làm sao mà thời gian hiển thị quảng cáo nó đúng vào cái thời gian mà mình muốn người dùng nhìn thấy quảng cáo của mình. Thứ hai là mình phải thiết kế trang web đẹp, có nghĩa là cái trang web của mình phải ưa nhìn. Nhiều khi cái tâm lý người dùng là họ vào trang web mà
họ thấy cái trang web thiết kế sơ sài là họ không tin vào cái dịch vụ sản phẩm mà mình đang cung cấp ấy, thì có thể họ sẽ thoát ra luôn. Và cái thứ ba là cái khả năng điều hướng trên cái trang web mình phải tốt. Nhiều khi là họ vào trang web của mình để họ tìm kiếm về giá của một loại xe, nhưng mà khi mà nếu mà cái khả năng điều hướng trên trang web của mình tốt thì họ có thể nhảy sang các cái trang của các cái loại xe khác để mà xem giá, tham khảo giá, thì cái điều này sẽ giữ được người dùng ở lại trên trang web của mình lâu hơn và sẽ có ảnh hưởng tốt hơn đến với quảng cáo của mình. Một cái phần mà mình muốn nhắn trọng tâm vào ngày hôm nay đó là phần trải nghiệm trên di động. Tại vì như mình nói ban đầu thì càng ngày càng có nhiều người dùng tìm kiếm quảng cáo trên di động, thì bạn cần phải, đối với những cái quảng cáo dành cho thiết bị di động thì bạn phải tối ưu hóa trang web cho thiết bị di động. Có nghĩa là bạn sẽ không phải bắt người dùng phóng to, nghĩa họ vào cái trang web của mình là có cái bản riêng dành cho thiết bị di động, và hình ảnh hay là các thứ phải được thu nhỏ lại làm sao mà vừa hợp lý với cả cái màn hình mà vừa đầy đủ chi tiết để mà người dùng có thể tham khảo và hiểu được về cái dịch vụ và sản phẩm của mình. Ngoài các cái hình ảnh ra thì cái bố trí của trang web cho thiết bị di động cũng phải là gọn gàng, dễ hiểu. Những cái lời kêu gọi hành động như là mua hay là đăng ký phải được làm nổi bật trên trang web của mình. Và trên trang web của mình nên có một cái chức năng tìm kiếm, tại vì không như máy tính thì các bạn có thể di chuột vào góc này góc kia để mà vào sang các trang khác ấy, thì ở trên điện thoại di động nó chỉ có chừng đấy thông tin thôi, cho nên là cái ô tìm kiếm là cái ô rất quan trọng. Ví dụ bạn có nhiều loại xe ô tô mà bạn đang quảng cáo chẳng hạn, thì nếu mà họ chỉ cần đánh cái tên ô tô vào cái ô tìm kiếm là vào được cái trang sản phẩm thì nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Và cái cuối cùng là nếu mà trang web của bạn có hỗ trợ mua hàng trực tuyến hoặc là điền form thì các bạn nên làm cái thiết kế mẫu đăng ký đơn giản, điền thông tin nhanh chóng và hạn chế những cái lỗi xảy ra trên những cái form hay là đơn mua hàng của bên mình. Ok, thì cái phần thứ ba của cái thứ hạng quảng cáo là phần tiện ích mở rộng. Thì cái này có thể nhiều bạn không biết, nhưng mà việc bạn thêm tiện ích mở rộng vào, thứ nhất là nó làm cho cái quảng cáo của mình nổi bật hơn. Như cái hình ở đây thì quảng cáo của bạn to ít nhất phải gấp đôi một cái quảng cáo bình thường. Và cái thứ hai, nó cũng sẽ tăng cái thứ hạng quảng cáo của mình. Thì có 4 cái tiện ích mở rộng mà mình nghĩ tất cả mọi người nên dùng. Trong số khoảng tầm 7 hay 8 cái tiện ích mở rộng mà Google AdWords cung cấp thì có 4 cái là tiện ích mở rộng liên kết trang web, tiện ích mở rộng chú thích, tiện ích mở rộng cuộc gọi và tiện ích mở rộng vị trí, là 4 cái tiện ích mở rộng mà bạn luôn luôn nên dùng để mà nói chung là cải thiện cái quảng cáo của mình. Thì cái này thì mình sẽ đi sơ qua thôi để mà các bạn nắm bắt được, rồi nếu mà bạn nào muốn dùng thì có thể download cái slide này về mặt và tìm hiểu thêm. Thì tiện ích mở rộng liên kết trang web về mặt cơ bản là sẽ cung cấp một số những cái đường link con trên mẫu quảng cáo của các bạn. Ví dụ như là bạn cung cấp dịch vụ bán vé máy bay chẳng hạn, thì bạn có thể sử dụng những cái đường link này để mà quảng cáo về dịch vụ vé nội địa, vé đi nước ngoài, cũng như là các cái tour du lịch hay là khách sạn chẳng hạn, nếu mà bạn cung cấp trên trang web của mình. Cái thứ hai thì cái tiện ích mở rộng chú thích, thì về mặt cơ bản cái tiện ích này nó giống như việc là thêm một cái dòng mô tả vào cuối quảng cáo của mình, nhưng mà cái dòng này được tối đa là 4 chú thích khác nhau, mỗi chú thích là 25 ký tự. Thì các bạn có thể cung cấp thông tin liên quan đến cái dịch vụ của mình như là giao hàng miễn phí, có thể tư vấn 24/7, hay là có đầy đủ mẫu mã, vân 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 vân. Cái này thì luôn luôn nên có, rồi nói chung là có thêm một cái dòng mô tả thì người dùng sẽ biết được thêm về cái dịch vụ sản phẩm của mình, thì họ sẽ có nhiều khả năng mà nhấp chuột hơn. Tiếp theo là cái tiện ích vị trí. Thì cái này nói chung là cũng tùy, không phải là ai cũng nên sử dụng, nhưng mà nếu bạn đang quảng cáo cho một cái doanh nghiệp của mình và muốn người dùng họ đến cái doanh nghiệp của mình, có thể là quán ăn chẳng hạn hay là khách sạn chẳng hạn, thì mình luôn luôn nên sử dụng cái tiện ích vị trí. Sẽ nếu mà người dùng tìm kiếm trên thiết bị di động thì Google sẽ có luôn cái chức năng chỉ đường đến cái vị trí mà bạn chọn. Ngoài ra thì cái vị trí này cũng cái tiện ích mở rộng vị trí này cũng cung cấp luôn thông tin về giờ hoạt động
của doanh nghiệp của bạn. Thì để tạo cái tiện ích mở rộng vị trí thì các bạn có thể thì bạn bắt buộc phải sử dụng cái có tài khoản Google doanh nghiệp của tôi. Cái này thì bên mình hỗ trợ tạo tài khoản, nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể liên lạc vào với bên mình để mà bên mình hỗ trợ hướng dẫn tạo tài khoản Google doanh nghiệp một cách đơn giản nhất. Cái cuối cùng là cái tiện ích cuộc gọi. Thì cái này thì tất cả mọi người đều nên có. Trên thiết bị di động thì sẽ có cái nút gọi, còn trên máy tính thì sẽ hiển thị số điện thoại. Và người dùng sẽ nhiều khi họ không nhất thiết phải bấm vào quảng cáo của bạn, mà có thể họ thấy số điện thoại họ gọi luôn, như thế vừa tiết kiệm được tiền cho mình mà lại vừa có người dùng liên lạc vào cho mình. Thì nói chung là điều đấy rất tốt. Ok, thì vừa rồi là những cái mẹo tối ưu hóa liên quan tới mạng tìm kiếm. Thì bây giờ bạn Thanh Hà sẽ nói thêm về những cái mẹo tối ưu hóa trên mạng hiển thị. Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng thảo luận với các bạn về những mẹo tối ưu hóa trên mạng hiển thị. Trước hết thì mình sẽ thảo luận với các bạn về tối ưu hóa mẫu quảng cáo trên mạng hiển thị. Thì các bạn cũng biết là hệ thống mạng hiển thị thì rất là rộng và có rất là nhiều kích cỡ khác nhau, bởi vì là có rất là nhiều trang web nằm trong cái mạng lưới mạng hiển thị của Google. Vì vậy mà kích cỡ của những cái quảng cáo hiển thị thì có thể là rất là nhiều, như các bạn có thể nhìn thấy ở trong slide này. Nhưng tuy nhiên là khi mà tạo banner thì các bạn cũng biết là có một số những cái kích cỡ nhất định mà luôn luôn được các nhà quảng cáo sử dụng, mà có thể bao phủ được 95% mạng hiển thị. Thì bọn mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn là nên sử dụng những kích cỡ nào để hiệu quả nhất. Thì có 3 cái kích cỡ sau là 728x90, 300x250 và 160x600. Khi mà các bạn lập một cái chiến dịch mạng hiển thị thì các bạn có càng nhiều kích cỡ thì càng tốt, để các bạn có thể bao phủ được tất cả các trang web mà các bạn muốn. Thế tuy nhiên là 3 cái kích cỡ này thì là 3 kích cỡ phổ biến mà các bạn nên luôn luôn có trong cái chiến dịch của mình. Để tối ưu hóa mẫu quảng cáo thì các bạn cũng biết là bạn cũng có thể sử dụng quảng cáo văn bản trong cả chiến dịch mạng hiển thị. Tuy nhiên là rất nhiều mà các nhà quảng cáo thì chỉ tập trung vào sử dụng quảng cáo hình ảnh thôi, mà quên đi mất là mình vẫn có thể sử dụng quảng cáo văn bản trong chiến dịch mạng hiển thị này. Thì quảng cáo văn bản thì cũng được Google tự động tối ưu hóa để phù hợp với người xem, cũng như là phù hợp với những vị trí mà được quảng cáo trên các vị trí đặt của trang đối tác. Ngoài ra thì Google cũng có một kho các hình ảnh để khi mà nếu mà các bạn sử dụng quảng cáo văn bản thì Google cũng có thể tự động lấy một số hình ảnh mà phù hợp với quảng cáo văn bản của bạn để cho lên, để hiển thị cho những cái trang web này, làm cho quảng cáo của bạn hấp dẫn hơn với người dùng. Thì các nhà quảng cáo mà sử dụng cả quảng cáo văn bản cũng như hình ảnh trong mạng hiển thị thì thông thường sẽ có số lượng chuyển đổi nhiều hơn đến 40% so với những nhà quảng cáo chỉ sử dụng quảng cáo hình ảnh không thôi. Vì vậy các bạn nên sử dụng cả quảng cáo văn bản và hình ảnh trong các chiến dịch mạng hiển thị của mình. Tiếp theo thì các bạn cũng nên tập trung vào tối ưu hóa nhắm mục tiêu cho cái quảng cáo, cho chiến dịch mạng hiển thị của mình. Với chiến dịch mạng hiển thị thì các bạn không nên nhắm mục tiêu, rất nhiều nhắm mục tiêu trong cùng một nhóm quảng cáo. Bởi vì các bạn tưởng tượng là khi các bạn nhắm mục tiêu, nhiều mục tiêu khác nhau, ví dụ như là vừa từ khóa, vừa chủ đề, vừa vị trí đặt, thì hệ thống sẽ phải chọn ra những người mà đáp ứng đủ tất cả những tiêu chuẩn đấy thì mới có thể hiển thị quảng cáo cho bạn được. Như vậy thì cái số lượng người mà quảng cáo có thể hiển thị sẽ trở nên rất là ít. Chính vì thế mà bên mình bao giờ cũng khuyên các nhà quảng cáo là nên đặt những nhóm mục tiêu khác nhau cho từng nhóm quảng cáo. Tức là một nhóm quảng cáo thì các bạn chỉ nên có một nhóm mục tiêu thôi. Nếu nhóm quảng cáo đầu tiên các bạn để là từ khóa thì nhóm thứ hai các bạn để theo vị trí đặt, ví dụ như vậy. Thêm vào đó thì với cách nhắm mục tiêu như thế này thì các bạn cũng có thể phân khúc được những cái nhóm mục tiêu của mình ra, phân chia theo từng nhóm quảng cáo để đạt được những giá thầu tối đa tương ứng với từng cái nhóm quảng cáo và từng cái nhóm mục tiêu mà các bạn đang muốn nhắm đến. Về nhắm mục tiêu theo từ khóa thì cũng là một cái cách nhắm mục tiêu rất là phổ biến mà có thể tiếp cận được với rất nhiều khách hàng, rất là rộng trong cái mạng hiển thị của Google. Khi mà các bạn tạo nhắm mục tiêu theo từ khóa trên mạng hiển thị này thì các bạn nên tạo một nhóm từ khóa từ khoảng 5 đến 15 từ khóa cho một nhóm quảng cáo mà có liên quan với nhau và liên quan đến cái quảng cáo trong nhóm quảng cáo của mình. Thì các bạn lưu ý là từ khóa trên mạng hiển thị thì thông thường là nó sẽ chung chung hơn là những cái từ khóa trên mạng tìm kiếm, bởi vì là những cái từ khóa này sẽ là lấy trong những từ khóa trong trang web.
để có thể quảng cáo xuất hiện. Vì thế mà các bạn nên lưu ý để những cái từ khóa này có mang tính chất chung hơn. Thì ví dụ như là các bạn có nhóm quảng cáo là quần áo, thì các bạn có thể để từ khóa là thời trang này, quần áo, phong cách hoặc là xu hướng thời trang. Thì cái này mình có thể xem từ khóa nào mà hay xuất hiện trên những cái vị trí đặt thì mình dùng những cái từ khóa đó mà liên quan đến cái quảng cáo của mình. Thêm vào đấy thì ở trong phần mạng hiển thị, ở phần các từ khóa cũng như là vị trí đặt thì các bạn có thể loại trừ những cái từ khóa và vị trí đặt mà không phù hợp với quảng cáo của mình để ngăn không cho những quảng cáo này hiển thị trên các trang về những chủ đề mà không liên quan, để hạn chế cho cái việc là ngân sách của mình chi tiêu mà không có hiệu quả. Về vị trí đặt thì như mình vừa nói là các bạn có thể loại trừ những cái vị trí đặt mà có vị trí không tốt hoặc là có CTR thấp, hoặc là những cái vị trí đặt mà không liên quan đến quảng cáo của bạn, hoặc là những trang web mà bạn không muốn cho quảng cáo của bạn hiển thị lên. Còn ngoài ra thì các bạn lại có thể tăng giá thầu thêm cho những trang mà các bạn thấy là có CTR tốt và có lượng người chuyển đổi cao, cũng như là những trang web mà các bạn thấy là các bạn rất muốn quảng cáo của mình hiển thị vì nó liên quan cao đến những cái sản phẩm và dịch vụ của các bạn. Chính vì thế mà các bạn có thể vào cái phần mạng hiển thị, sau đó vào phần vị trí đặt và tag con trong mạng hiển thị để xem cụ thể hơn những phần này và quyết định xem là mình nên sử dụng giá thầu như thế nào cho phù hợp. Ngoài ra thì có một cái chức năng nữa trong mạng hiển thị mà nhiều nhà quảng cáo thì bỏ qua, đó là trình tối ưu chiến dịch hiển thị. Thì đây là một công cụ tự động để tối ưu hóa cho cả nhóm mục tiêu và đặt giá thầu, để giúp các bạn có thêm chuyển đổi cho nhóm quảng cáo trong các chiến dịch mạng hiển thị của mình. Công cụ này thì sẽ có sẵn trong chiến dịch khi mà đã đạt được 15 chuyển đổi mỗi tháng. Thì công cụ này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian mà vẫn tiếp cận được nhiều khách hàng, cũng như là tiếp cận được nhiều vị trí hơn và sẽ tối ưu hóa lượng chuyển đổi của các bạn. Để xét được cái trình tối ưu chiến dịch hiển thị này thì các bạn vào tab mạng hiển thị, sau đó chọn nhóm quảng cáo của mình, rồi ấn nút cộng nhóm mục tiêu màu đỏ. Thì trong phần này sẽ có phần là tối ưu hóa nhóm mục tiêu, và các bạn chọn phần nhóm mục tiêu linh hoạt thì các bạn sẽ sử dụng được trình tối ưu chiến dịch mạng hiển thị này. Tiếp theo thì mình sẽ muốn nói với các bạn về tối ưu hóa quảng cáo theo mục tiêu tiếp thị. Thì chúng mình cũng biết là mỗi khách hàng khác nhau thì sẽ có những cái mục tiêu tiếp thị khác nhau, với mỗi sản phẩm, dịch vụ khác nhau thì đều có những mục tiêu tiếp thị khác nhau. Chính vì thế mà chúng mình chia ra các mục tiêu tiếp thị theo 7 loại mục tiêu tiếp thị sau đây. Thứ nhất là tăng doanh số trên trang web bán hàng trực tuyến, hay còn gọi là online shop hay là web shop. Cái thứ hai là tăng doanh số tại cửa hàng, tức là nếu các bạn có cửa hàng nhất, cửa hàng cố định có vị trí cụ thể thì các bạn muốn tăng doanh số người đến mua hàng của mình. Tiếp theo là xây dựng nhận thức, thương hiệu. Sau đó là tăng số lượng người đăng ký trực tuyến, hay còn gọi là online leads. Mục tiêu tiếp theo mà chúng mình sẽ bàn đến là tăng lượng khách hàng theo vị trí của sản phẩm và dịch vụ của bạn. Tiếp theo nữa là giảm chi phí cho mỗi nhấp chuột, và giảm giá thầu CPC. Và cuối cùng là tăng lượt hiển thị cho quảng cáo của bạn. Về mục tiêu đầu tiên là tăng doanh số cho những cửa hàng bán hàng trực tuyến, hay còn gọi là online shop như mình vừa nói. Thì với cái mục tiêu này thì mục đích đầu tiên là các bạn nên tập trung vào những cái sản phẩm chính của cửa hàng của mình. Và với những cái sản phẩm chính này thì các bạn nên đấu thầu bằng cách thủ công, bởi vì là khi đấu thầu bằng cách thủ công thì các bạn sẽ dễ theo dõi được cái giá thầu của mình hơn. Các bạn biết là với giá thầu này thì quảng cáo của mình xuất hiện như thế nào, xuất hiện ở đâu và xuất hiện ở vị trí bao nhiêu thì các bạn có thể thay đổi được dễ dàng hơn. Còn với những sản phẩm phụ thì các bạn có thể sử dụng tự động hóa giá thầu để hệ thống đặt giá thầu cho các bạn, để mình đỡ mất công hơn phải kiểm tra cái giá thầu này thường xuyên. Nếu mà bạn có rất là nhiều sản phẩm phụ như thế này thì các bạn có thể sử dụng chiến lược giá thầu là tối đa hóa số nhấp chuột. Ngoài ra khi mà các bạn có một cái web online thì các bạn cũng rất muốn là đo lường hoạt động của khách hàng trên trang web của mình, để xem là người dùng vào trang web của mình thì hành vi của họ như thế nào, họ có thoát ra nhanh hay không, hay là họ hay xem những sản phẩm như thế nào, họ vào trang web nào và ở lại lâu nhất. Thì các bạn nên liên kết Google AdWords với Google Analytics để có thể đo lường được những hoạt động này. Ngoài ra thì khi mà sử dụng theo dõi chuyển đổi thì các bạn cũng có thể đo lường được hiệu quả của từ khóa.
Các bạn có thể có rất nhiều từ khóa của những sản phẩm khác nhau, thì các bạn sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi thì sẽ biết được là cái sản phẩm nào được người dùng từ quảng cáo của Google AdWords mà họ chuyển đổi nhiều nhất và mua cái sản phẩm đó nhiều nhất, thì mình có thể tăng giá thầu hoặc là tập trung quảng cáo thêm vào những cái từ khóa đó. Quan trọng hơn nữa thì với tất cả những cái chiến dịch hay là mục tiêu thì các bạn đều muốn tiếp cận lại với khách hàng một lần nữa để đảm bảo là họ sẽ mua hàng, đặc biệt là khi các bạn bán hàng online thì cái việc là các bạn lặp lại cái quảng cáo của mình để người dùng có thể nhìn thấy được và nhớ được cái thương hiệu của mình là rất quan trọng. Vì vậy mà các bạn nên sử dụng tiếp thị lại. Với cái mục tiêu này thì mạng tìm kiếm với lựa chọn hiển thị là một lựa chọn tốt để đưa quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang web một cách dễ dàng nhất và không có mất nhiều công sức để quản lý và theo dõi. Ngoài ra thì nếu mà tài khoản của bạn có dữ liệu theo dõi chuyển đổi thì các bạn có thể có một chiến dịch riêng với CPC nâng cao và tối ưu hóa chuyển đổi để có hiệu quả cao nhất cho chiến dịch. Mục tiêu tiếp thị thứ hai thì là tăng doanh số tại cửa hàng, tức là các bạn có một cửa hàng nhất định mà muốn tăng doanh số người dùng đến cửa hàng của mình để mua hàng, thì cái đầu tiên là các bạn phải hiển thị được vị trí của cửa hàng của mình bằng cách là sử dụng tiện ích mở rộng vị trí. Thì lúc nãy thì bạn Minh có nói về tiện ích mở rộng vị trí ở trong phần tối ưu hóa chiến dịch trên mạng tìm kiếm, thì các bạn có thể sử dụng cái tiện ích này để hiển thị vị trí của mình cùng với cái quảng cáo khi mà quảng cáo xuất hiện. Như vậy thì người dùng sẽ biết luôn vị trí của các bạn mà không cần phải vào qua trang web của các bạn để tìm kiếm nữa. Thứ hai là các bạn nên tăng giá thầu cho những người ở vị trí ở gần cửa hàng của mình bằng cách sử dụng chức năng là điều chỉnh giá thầu theo vị trí. Lúc nãy thì bạn mình cũng có nhắc đến cái tính năng này. Và các bạn nên thiết lập cái mối quan hệ trực tiếp với khách hàng bằng cách là sử dụng tiện ích mở rộng cuộc gọi. Khi các bạn để luôn điện thoại của mình ở đó thì người dùng có thể nhìn thấy ngay được số điện thoại của các bạn và có thể gọi điện được luôn cho các bạn nếu mà họ tìm quảng cáo trên máy tính. Còn nếu mà họ tìm quảng cáo ở trên di động thì họ có thể ấn vào nút gọi và gọi luôn cho các bạn. Như vậy thì rất là dễ cho khách hàng để có thể liên lạc với các bạn. Thêm vào đấy thì các bạn nên thêm những cái lời kêu gọi hành động là hãy đến cửa hàng để mua hàng, chúng tôi có giá ưu đãi khi các bạn đến cửa hàng mua hàng trong những ngày hôm nay chẳng hạn. Thì các bạn có thể thêm những cái từ như vậy vào trong quảng cáo, những lời kêu gọi hành động, từ ngữ kêu gọi hành động trong quảng cáo của mình để khách hàng để hấp dẫn khách hàng hơn để họ đến mua hàng của mình. Ngoài ra thì theo dõi chuyển đổi ở trong cái mục tiêu này cũng rất là tốt để có thể kiểm tra số lượng khách vào trang liên hệ của bạn. Ví dụ bạn đặt một cái theo dõi chuyển đổi ở cái trang liên hệ để xem có bao nhiêu người thực sự vào cái trang liên hệ của bạn để họ thấy được địa chỉ của mình, thấy được số điện thoại của mình, là họ thể hiện cái sự quan tâm của họ đến cái cửa hàng của mình. Và đặc biệt là tiếp thị lại thì như mình nói ở trên thì tiếp thị lại thì rất là tốt để có thể tiếp cận lại được với khách hàng và đảm bảo là họ sẽ đến mua hàng của mình. Với cái mục tiêu này thì mạng tìm kiếm với lựa chọn hiển thị cũng nên được sử dụng để nhắm vào những cái đối tượng mà ở gần cái vị trí của bạn, đặc biệt là trên cái chiến dịch, trên những cái quảng cáo trên mạng hiển thị. Về mục tiêu thứ ba là mục tiêu xây dựng nhận thức hay là xây dựng cái thương hiệu của sản phẩm cũng như là dịch vụ của các bạn. Thì đầu tiên thì với cái việc là xây dựng nhận thức thì quảng cáo của mình nên xuất hiện ở những cái vị trí đầu tiên. Thì các bạn có thể sử dụng chiến lược giá thầu linh hoạt, hoặc là các bạn có thể tăng giá thầu một cách thủ công cho những từ khóa của mình, và kể cả tối ưu hóa cái quảng cáo của mình nữa để quảng cáo của bạn có khả năng xuất hiện ở vị trí đầu tiên cao hơn. Tiếp theo đó thì các bạn nên sắp xếp cái nhóm quảng cáo của mình theo nhóm mục tiêu, ví dụ theo từng sở thích hay là chủ đề hay là nhân khẩu học, để các bạn phân loại được những nhóm mục tiêu của mình xem là mình muốn nhắm vào những đối tượng khách hàng cụ thể nào và xây dựng cái thương hiệu với mỗi khách hàng như thế nào, có khác nhau hay không. Thêm vào đấy là các bạn nên sử dụng quảng cáo hình ảnh để xuất hiện cái hình ảnh của thương hiệu của mình ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là ở trên mạng hiển thị thì các bạn có thể sử dụng quảng cáo hình ảnh để hấp dẫn người dùng hơn, để người dùng biết đến cái thương hiệu của mình. Tiếp theo đó là nếu mà bạn muốn kết nối với khách hàng hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng thêm một cái tính năng của AdWords là AdWords cho video, để có thể quảng cáo thêm cả video ở trên YouTube nữa, thì như vậy cái thương hiệu của mình cũng được mở rộng hơn và có thể kết nối được với nhiều khách hàng hơn, tiếp cận được nhiều người xem trên mạng hơn nữa. Và cũng như các mục tiêu khác thì tiếp thị lại vẫn luôn luôn là nên được sử dụng để tiếp cận thêm những khách hàng mà đã xem cái video của bạn cũng như là xem những cái quảng cáo của bạn.
và các bạn nên liên kết Google AdWords với Google Analytics để có thể đo lường được cái hành vi của người dùng, xem là họ có vào trang web của mình hay không, họ có thoát ra nhanh hay không, hay là họ xem cụ thể những cái sản phẩm như thế nào để mình biết và tối ưu thêm cũng như là xây dựng thêm cái thương hiệu của mình. Với chiến dịch này thì đặc biệt là mạng hiển thị là nên được sử dụng. Các bạn nên sử dụng mạng hiển thị hoặc là các bạn có thể sử dụng mạng tìm kiếm với lựa chọn hiển thị nếu các bạn muốn cái việc quản lý quảng cáo của mình có thể dễ hơn. Thì cái này cũng giúp cho cái việc là xây dựng nhận thức của khách hàng về thương hiệu của bạn. Ngoài ra thì thêm một cái mục tiêu nữa là về tăng số lượng đăng ký trực tuyến, tức là online leads. Về cơ bản thì cái này tức là bạn sẽ có, thông thường thì các bạn sẽ có một cái form hay là một cái biểu mẫu để người dùng điền những cái thông tin của họ vào để mình có thể liên lạc lại, hoặc là họ có thể điền thông tin ghi là họ có mối quan tâm đến cái sản phẩm của mình. Thì cái này thì các bạn nên theo dõi chuyển đổi của những cái từ khóa mà dẫn đến cái lượt chuyển đổi hay lượt đăng ký này để xem là những từ khóa nào thì các bạn nên tối ưu hơn và tập trung vào hơn nữa. Thêm vào đó thì các bạn nên dẫn người dùng đến cái trang liên hệ của mình ở trong trang web. Thì các bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng liên kết trang web để dẫn người dùng trực tiếp đến cái trang liên hệ của mình mà họ không cần phải đi qua cái trang chính của mình nữa, bởi vì đây là cái phần mà mình muốn người dùng vào nhất để họ chuyển đổi, để họ đăng ký cho sản phẩm của mình, cho trang web của mình. Tiếp theo đó thì các bạn cũng nên tập trung vào sản phẩm, dịch vụ chính của mình bằng cách là đấu thầu CPC thủ công, và tự mình đấu thầu để mình kiểm soát được cái giá thầu cũng như là vị trí của quảng cáo theo từng cái giá thầu nhất định. Còn đấu thầu tự động thì các bạn cũng dùng để cho những cái từ khóa khác, cho những cái từ khóa phụ, thì các bạn sử dụng chiến lược giá thầu là tối đa hóa số nhấp chuột. Ngoài ra thì các bạn cũng nên tập trung vào những khách hàng mà chưa đăng ký, thì các bạn có thể sử dụng tiếp thị lại để tập trung được vào những khách hàng mà mình đã thấy họ vào trang web của mình rồi nhưng mà họ lại chưa đăng ký vào cái form của mình, thì để cho họ có thể đăng ký lại thì mình sử dụng cái chiến dịch là tiếp thị lại để quảng cáo của mình xuất hiện lại một lần nữa để người ta tập trung và đăng ký vào cho sản phẩm của mình để mình biết thông tin và liên hệ với khách hàng. Thì cái này thì các bạn nên tạo chiến dịch riêng cho những cái từ khóa mà không phải từ khóa chính để cho mình dễ quản lý hơn. Những cái từ khóa chính thì mình, như mình vừa nói, là các bạn nên sử dụng CPC thủ công để quản lý, thì các bạn nên theo dõi cái này trong vòng thường xuyên theo dõi và có thể là thay đổi giá thầu để phù hợp. Thêm vào đấy thì mạng tìm kiếm với lựa chọn hiển thị thì cũng sẽ giúp hiển thị quảng cáo bao quát hơn với cái mục tiêu này. Thì tiếp theo đây thì những mục tiêu còn lại thì bạn Minh sẽ giới thiệu nốt với các bạn. Ok, thì về cái mục tiêu thứ 5 mình muốn nói là mục tiêu về việc tăng lượng khách hàng theo vị trí. Thì về cái mục tiêu này nó phù hợp đối với những cái doanh nghiệp mà muốn nhắm vào những cái người dùng ở trong một cái vị trí địa lý nhất định. Thì bạn nên sử dụng cái theo dõi chuyển đổi để mà đo lường được cái hiệu quả của cái chiến dịch quảng cáo của mình. Tất nhiên là những cái tiện ích mở rộng thì phải có, như là tiện ích mở rộng cuộc gọi và tiện ích mở rộng vị trí để mà nói chung là cho người dùng biết về cái vị trí của cái doanh nghiệp của mình, nhà hàng hay là khách sạn chẳng hạn, và tiện ích mở rộng cuộc gọi để mà họ có thể liên lạc và đăng ký qua điện thoại. Ngoài ra thì bạn nên sử dụng điều chỉnh giá thầu theo vị trí để mà tăng giá thầu cho những cái khu vực quan trọng như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội như mình đã nói bên trên. Và để giữ mối quan hệ với khách hàng thì mình cũng nên sử dụng tiếp thị lại. Thì cái điểm chính ở đây là bạn nên sử dụng cái theo dõi chuyển đổi để mà biết được rằng là từ khóa nào là những cái từ khóa mang lại hiệu quả và từ khóa nào là những từ khóa kém hiệu quả, để mà giảm thiểu những cái từ khóa đó đi và đầu tư và chiến dịch tiếp thị lại cho nó hiệu quả. Ok, phần thứ 6 là việc giảm chi phí mỗi nhấp chuột. Cái này thì chắc là tất cả mọi người đều muốn rồi, ai cũng muốn cái chi phí nhấp chuột của mình càng thấp càng tốt. Thì khi mà mình nghĩ tới việc giảm chi phí mỗi nhấp chuột thì các bạn nên thứ nhất là nghĩ rộng ra, nghĩ đến việc sử dụng mạng tìm kiếm với lựa chọn hiển thị hoặc là mạng hiển thị, tại vì theo cái kinh nghiệm của mình thì hai cái mạng này có cái giá thầu cho mỗi nhấp chuột thấp hơn hẳn so với mạng tìm kiếm. Thứ hai là mình phải phân biệt những cái từ khóa chính và từ khóa phụ. Những cái từ khóa nào đắt tiền hơn, những cái từ khóa nào mà nhiều người dùng tìm kiếm hơn thì mình phải chia ra, bỏ vào cái nhóm quảng cáo riêng
để cho nó chạy một cách hiệu quả nhất. Và những cái từ khóa nào mà không có nhiều nhấp chuột thì mình để riêng ra. Rồi mình thì tập trung vào tối đa hóa số nhấp chuột hơn là vị trí. Có nghĩa là nhiều khi người dùng cứ, như mình nói bên trên, nhắm cho quảng cáo ở vị trí số 1. Tuy nhiên điều này chưa chắc đã là điều hiệu quả nhất, mà bạn nên kiểm tra xem là ở vị trí số 2, vị trí số 3 thì mình phải trả bao nhiêu tiền cho một nhấp chuột, và cái hiệu quả mang lại từ CTR là bao nhiêu. Những cái từ khóa nào có chi phí cao thì nếu bạn có ngân sách không cho phép sử dụng những cái từ khóa này lâu dài thì các bạn nên giảm số lượng từ khóa này đi. Và tất nhiên là các bạn nên sử dụng tiếp thị lại để mà nhắm mục tiêu từ khóa phù hợp với những khách hàng tiềm năng. Ok, cái mục tiêu thứ 7, cái mục tiêu này thì nó hợp hơn cho những cái nhà quảng cáo nào mà có sản phẩm hay dịch vụ mới chẳng hạn, hay là mới sử dụng Google AdWords. Thì mình muốn càng nhiều người dùng nhìn thấy quảng cáo của mình càng tốt. Thì cái này thì vào cái thời điểm bắt đầu thì mình khuyên rằng là các bạn nên đặt một cái ngân sách cao một chút để mà quảng cáo của mình được hiển thị mọi lúc mọi nơi. Sau này mình giảm cái ngân sách xuống cũng được. Thì song song với cái việc mình nâng cao cái ngân sách thì mình có thể sử dụng cái việc là đấu thầu đầu trang. Tại vì khi mà mình đặt đấu thầu đầu trang thì hệ thống sẽ tự động điều chỉnh cái giá thầu làm sao cho quảng cáo luôn luôn hiển thị. Ngoài ra thì mạng hiển thị các bạn cũng nên sử dụng song song với cả mạng tìm kiếm, và nhắm mục tiêu theo chủ đề, vị trí đặt hoặc là sở thích. Các cái sản phẩm khác nhau thì luôn luôn nên chia ra làm vào các nhóm quảng cáo khác nhau, và sử dụng các cái từ khóa có đối sánh rộng cho những cái nhóm quảng cáo này. Và cũng như mình nói bên trên là các bạn luôn luôn nên điều chỉnh giá thầu cho thời điểm, vị trí và thiết bị khác nhau, để mà đảm bảo rằng là cái quảng cáo của mình là phù hợp nhất đến cho người dùng ở từng địa điểm, từng thời điểm một, và sử dụng từng thiết bị khác nhau. Ok, thì nói chung là về phần thuyết trình của bọn mình thì đến đây là kết thúc. Thì bây giờ mình xin phép được dành một chút thời gian để mà trả lời những cái câu hỏi của các bạn đã gửi vào trong cái thời gian mà buổi tọa đàm diễn ra. Ok, thì xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xem qua những cái câu hỏi của các bạn để mà trả lời. Thì hiện tại thì cũng chỉ có khoảng tầm 10 phút nữa thôi để mà mình trả lời những cái câu hỏi này, cho nên là nếu mà có câu hỏi nào mà bên mình chưa trả lời được thì các bạn nên gọi vào số 18009294 để chuyên gia bên mình giải đáp những thắc mắc của các bạn. Ok, thì ở đây mình thấy câu hỏi đầu tiên của bạn Jimmy Fan là mình muốn chạy từ khóa với tên đối thủ của mình được không? Thì điều này là hoàn toàn được. Bên mình không có chính sách gì không cho phép bạn quảng cáo cho từ khóa của đối thủ của bạn cả. Tuy nhiên bạn phải nhớ rằng cái điều quan trọng ở đây là khi mà bạn quảng cáo cho từ khóa của đối thủ thì có thể mình sẽ có điểm chất lượng thấp. Tại vì cái sản phẩm và dịch vụ của mình cung cấp thì nó không phải mang cái tên đó, không phải mang cái nhãn hiệu đó. Cho nên là nếu mà bạn nào có ngân sách để mà chạy quảng cáo được thì các bạn có thể chạy luôn cả những cái từ khóa của đối thủ của mình để mà nó thu hút thêm người dùng vào trang web của mình. Thì câu tiếp theo mình thấy có bạn Hanna Đỗ có hỏi là mình thấy quảng cáo của mình rất ít khi được hiển thị lên các trang báo lớn như là Dân Trí hay là VN Express, thì không biết là tại sao. Thì cũng có một bạn trả lời là do cái dung lượng quảng cáo của Google trên những cái trang báo này thì là có hạn. Thì đây cũng là một lý do thôi. Thì thông thường ở trên những cái trang báo lớn này thì rất là nhiều nhà quảng cáo đều muốn quảng cáo ở trên những cái trang báo lớn như là Dân Trí hay là 24h.com.vn. Thì cái giá thầu của những trang báo này thì thông thường sẽ tăng lên rất là nhiều khi mà có nhiều nhà quảng cáo cạnh tranh như vậy. Thì nó phụ thuộc vào cả chất lượng của quảng cáo của các bạn cũng như là giá thầu để quảng cáo có thể hiển thị lên. Và cái việc là cái số lượng quảng cáo của Google ở trên những trang này thì cũng là có giới hạn thôi. Vì vậy mà có thể là có những thời điểm mà do những cái lý do như vậy mà quảng cáo của bạn sẽ ít khi được hiển thị ở trên những cái trang báo này. Thì để các bạn có thể tối ưu thêm được với cái chiến dịch mạng hiển thị mà không nhất thiết là phải chi tiêu quá cao cho những cái trang web này,
thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng mới của bên mình như là nhắm mục tiêu cái vị trí đặt theo Gmail hoặc quảng cáo trên email, thì các bạn có thể để mail.google.com vào trong phần vị trí đặt ở trong trong quảng cáo mạng hiển thị, hoặc là các bạn có thể nhắm ở trên YouTube nữa, thì như vậy cái giá cả nó cũng hợp lý hơn mà các bạn vẫn có thể tiếp cận được rất là nhiều người dùng. Ok, thì vừa qua mình xem qua thì thấy có một câu hỏi về việc A/B testing, có nghĩa là việc thử nghiệm những cái cài đặt khác nhau cho cái chiến dịch quảng cáo của mình. Thì rất may là cái chức năng này vừa mới được áp dụng cho Google AdWords. Trước đây thì cái chức năng này có cho Google Analytics rồi, và hiện tại thì cái chức năng trên Google Analytics có thể sẽ có nhiều cái điều chỉnh khác nhau hơn. Tuy nhiên là bạn có thể sử dụng bản nháp và thử nghiệm ở trên Google AdWords để mà kiểm tra xem là cài đặt nào là cái cài đặt tối ưu nhất cho cái chiến dịch của mình. Thì với cái bản nháp và thử nghiệm ấy, thì các bạn có thể chia ngân sách ra theo phần trăm mà bạn mong muốn, xong sau đó thì hệ thống sẽ tự động phân phát quảng cáo theo cái cài đặt này cũng như cài đặt kia. Rồi các bạn có thể kiểm tra theo dõi xem là cái cài đặt nào là cái cài đặt mang lại cái hiệu quả cao nhất, cài đặt nào có CTR tốt nhất và CPC thấp nhất. Có một câu hỏi nữa của một bạn, của bạn Duy Thành, là tiện ích mở rộng thì có cần phải liên quan tới nội dung của quảng cáo không nhỉ? Thì cái này thì tiện ích mở rộng là tiện ích bạn thêm vào cho cái quảng cáo của mình. Thì tùy vào mà bạn muốn cho cái mẫu quảng cáo của mình được hấp dẫn hơn với người dùng thì bạn nên cho cái mẫu, cho cái tiện ích mở rộng quảng cáo phù hợp. Thì như mình nói là không nhất thiết là bạn phải rất liên quan đến mẫu quảng cáo của mình. Thế tuy nhiên là khi mà người dùng họ tìm kiếm thì họ cũng muốn xem về những cái gì mà họ đang tìm kiếm với cái từ khóa của mình. Thì nếu mà bạn để một cái tiện ích mở rộng quảng cáo mà không liên quan lắm đến mẫu quảng cáo của mình thì rất có khả năng là họ sẽ không click vào cái mẫu quảng cáo đấy của mình. Thì cái này thì hoàn toàn là phụ thuộc vào việc là bạn muốn quảng cáo như thế nào đến người dùng và cái mục đích quảng cáo của bạn là như thế nào khi bạn sử dụng cái tiện ích mở rộng quảng cáo này. Ok, thì còn một câu hỏi nữa của bạn Hùng Nghiêm Phú là những sản phẩm nào nên sử dụng quảng cáo hiển thị và những sản phẩm nào nên dùng văn bản. Thì việc sử dụng quảng cáo hiển thị hay việc sử dụng quảng cáo văn bản thì mình cũng đã nói một chút ở bên trên trong cái phần là tối ưu hóa theo mục tiêu tiếp thị rồi. Tuy nhiên mình muốn nhấn mạnh ở đây rằng là việc sử dụng mạng tìm kiếm hay mạng hiển thị gần như là không phụ thuộc vào việc bạn đang quảng cáo cho dịch vụ hay là sản phẩm nào, mà chính xác hơn là cái mục đích quảng cáo của bạn là gì. Bạn có muốn quảng cáo của bạn hiển thị đến cho những người dùng mà không đang có nhu cầu tìm kiếm quảng cáo của bạn hay không, hay là bạn chỉ có đủ ngân sách để mà hiển thị quảng cáo đến cho những cái người dùng đang tìm kiếm thôi. Thì ví dụ những nhà quảng cáo nào mà họ đang vừa mới cung cấp một cái dịch vụ hay sản phẩm mới thì mình nên sử dụng cái mạng hiển thị để mà phân phát cái quảng cáo của mình, cái dịch vụ và sản phẩm của mình đến cho càng nhiều người càng tốt. Còn nếu mà bạn có một cái dịch vụ nào đó mà chỉ nắm tới những cái người dùng lúc mà họ cần thôi thì chỉ nên sử dụng mạng tìm kiếm. Tuy nhiên là cái mạng tìm kiếm với chọn hiển thị cũng là một cái lựa chọn ở đây mà bạn có thể sử dụng để mà thứ nhất là vừa hiển thị quảng cáo tới những người dùng và thứ hai là vừa giảm cái giá thầu cho từ khóa xuống. Ok, thì tới đây là cái thời lượng của buổi phát sóng ngày hôm nay đã gần hết rồi. Thì mình xin phép được một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự vào buổi tọa đàm trực tuyến ngày hôm nay. Thì những bạn nào có câu hỏi gửi vào mà bên mình chưa có trả lời được thì mình mong rằng các bạn sẽ liên lạc vào số 18009294 để mà trao đổi thêm với bên mình và có được cái câu trả lời chính xác cho những cái thắc mắc của các bạn. Thì sau buổi tọa đàm này, tất cả những cái tài liệu các bạn có thể download xuống. Nếu các bạn đăng ký trước qua email thì các bạn có thể nhận được trực tiếp qua email, còn nếu bạn nào chưa đăng ký thì các bạn có thể quay trở về video này. Ở trong cái phần thông tin ở phía dưới sẽ có cái đường link download cho cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Sau đây thì cũng sẽ có một cái bản khảo sát được gửi đến cho những bạn mà đã đăng ký buổi tọa đàm này từ trước. Thì mong các bạn dành một chút thời gian để ghi những nhận xét cho chúng mình để bọn mình có thể cải thiện được những chất lượng của những buổi tọa đàm tiếp theo. Thì một lần nữa là rất cảm ơn các bạn đã theo
theo dõi và tham gia buổi tọa đàm này cùng Quang Minh và Thanh Hà. Rất cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn.